Trung Quốc điều tàu nghiên cứu lớn nhất đến Hoàng Sa thăm dò. Mỹ giảm tần suất trinh sát Biển Đông. Đức nhắc nhở Trung Quốc về phán quyết Biển Đông. Kính chào khán giả đang theo dõi mục tin Biển Đông ngày 7 tháng 7 của Đài Kanal TV. Và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo tờ Hoa Nam buổi sáng đưa tin vào ngày 7 tháng 7, tàu nghiên cứu mới nhất và lớn nhất của Trung Quốc dự kiến sẽ thực hiện chuyến đi đầu tiên đến Biển Đông vào tháng 10 tới. Như một phần trong nỗ lực kiểm soát vùng biển này của Bắc Kinh, mà nước này đã đơn phương đặt ra nhằm để thúc đẩy hoạt động thăm dò tại các vùng biển giàu tài nguyên. Tàu được sản xuất bởi nhà máy đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải. Giáo sư Chu Weidong từ Trường Khoa học Khí quyển của Trường Đại học Tôn Trung Sơn đã nói với Changjiang Evening News rằng con tàu sẽ đi đến hải đảo vào tháng 10 để nghiên cứu hơi nước của các ranh giới phía Tây của Biển Đông, cũng như là các vùng biển lân cận, có thể cung cấp hỗ trợ khoa học cho việc phòng chống thiên tai. Biển Đông là nguồn cung cấp độ ẩm chính cho các trận mưa rơi ở miền Nam Trung Quốc, và hàng năm có trận siêu bão từ vùng biển này đã phá hủy nghiêm trọng các hệ sinh thái ở Trung Quốc. Theo China Ship News, ông Yu cho biết, nghiên cứu sẽ đề cập đến các lĩnh vực như là khí quyển đại dương, đáy biển, sinh vật biển và khảo cổ học. Con tàu được mệnh danh là một phòng thí nghiệm di động khổng lồ trên biển. Nó dài khoảng 114,3 m, rộng 19,4 m và nặng là 6.880 tấn. Trên tàu, 760 m2 được dành cho các phòng thí nghiệm cố định và hơn 610 m2 được phân bổ cho hơn 10 phòng thí nghiệm di động kiểu container, cho phép các nhà nghiên cứu thu thập mẫu trên biển và phân tích chúng trên tàu trước khi chuyển dữ liệu. Vào tháng 3, Bắc Kinh đã thông báo rằng một tàu nghiên cứu trọng tải 10.100 tấn đang được xây dựng ở Quảng Đông. Sau khi hoàn thành, nó sẽ là tàu nghiên cứu khoa học biển tích hợp mạnh nhất của Trung Quốc. Trong khi Bắc Kinh khẳng định rằng nghiên cứu như vậy sẽ được sử dụng để lợi ích công cộng, tuy nhiên các hoạt động nghiên cứu hàng hải của Trung Quốc đã bị các nước láng giềng Biển Đông nghi ngờ. Bắc Kinh đơn phương tự cho họ quyền kiểm soát đối với quần đảo Hoàng Sa, một nhóm gồm 30 hòn đảo ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam. Vào năm 2019, tàu khảo sát Trung Quốc Hải Dương Địa Chất 8 đã gây ra cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng giữa lực lượng tuần duyên Trung Quốc và Việt Nam, sau khi lực lượng này đi thuyền vào vùng biển do Việt Nam kiểm soát ở quần đảo Trường Sa, được Trung Quốc gọi là quần đảo Nam Sa ở Biển Đông. Hà Nội cáo buộc tàu này đã chặn dự án thăm dò dầu khí của Việt Nam, trong khi Bắc Kinh cho biết là tàu này đang tiến hành khảo sát địa chấn. Thưa quý vị, Viện Nghiên cứu Trung Quốc cho biết Mỹ đã giảm một nửa các chuyến bay trinh sát trên Biển Đông khi chuyển trọng tâm sang Biển Hoa Đông. Sáng kiến theo dõi tình hình chiến lược Biển Đông có trụ sở tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, trong báo cáo gần đây cho biết, không quân Mỹ đã thực hiện 36 chuyến bay do thám trên Biển Đông trong tháng 6, giảm một nửa so với 72 chuyến trong tháng 5. Trong khi đó, tần suất các chuyến bay trinh sát trên Biển Hoa Đông của Mỹ gia tăng đáng kể vào tháng 6 so với các đợt xuất hiện lẻ tẻ trước đó. 22 lượt trinh sát cơ Mỹ hoạt động trên Biển Hoa Đông tháng trước bao gồm máy bay cảnh báo sớm I-3B, máy bay trinh sát điện tử RC-135U, cùng với máy bay trinh sát không người lái MQ-4C và RQ-4. Chiến lược Biển Đông cho biết một trinh sát cơ RC-135U Mỹ vào ngày 3 tháng 5 đã bay vào vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc đã đơn phương thiết lập trên Biển Hoa Đông. Chiếc RC-135U này đã cất cánh từ căn cứ Canada ở Okinawa, Nhật Bản, bay vào Biển Hoa Đông trước khi di chuyển theo hướng Tây và áp sát vào Trung Quốc. Quân đội Mỹ cũng thực hiện một số chuyến bay trinh sát quanh đảo Đài Loan. Một máy bay tuần thám săn ngầm B-8A của Hải quân Mỹ vào hồi tháng 6 cất cánh từ Okinawa, bay qua eo biển Đài Loan theo hướng Bắc Nam. Đây là lần đầu tiên B-8A bay theo hành trình này từ khi được triển khai tại Đại Tây Dương vào năm 2013. Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về các thông tin trên. Theo báo cáo của theo dõi tình hình chiến lược Biển Đông cũng đã đề cập đến lần hạ cánh đầu tiên của vận tải cơ C-17A xuống đảo Đài Loan trong chuyến thăm của ba thượng nghị sĩ Mỹ vào ngày 6 tháng 6. Việc sử dụng vận tải cơ quân sự thay cho máy bay dân sự trong chuyến thăm này khiến cho căng thẳng tại eo biển Đài Loan leo thang, báo cáo cho biết. Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên án vận tải cơ quân sự Mỹ đã đáp xuống đảo Đài Loan là hành động khiêu khích chính trị xấu xa. Một ngày sau, quân đội Trung Quốc đã diễn tập đổ bộ ngoài khơi bờ biển Đông Nam nước này. Trung Quốc vào ngày 15 tháng 6 đã điều nhóm máy bay quân sự đông kỷ lục, bao gồm 28 chiếc áp sát đảo Đài Loan, một ngày sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ diễn tập ở Biển Đông. Theo dõi tình hình chiến lược Biển Đông nhận định, ngoài việc chuyển hướng sang Biển Hoa Đông,
hoạt động trinh sát của Mỹ tại Biển Đông còn giảm mạnh do Nga đã tổ chức một cuộc diễn tập quy mô lớn ở vùng biển gần Hawaii hồi giữa tháng 8, khiến cho quân đội Mỹ phải điều lực lượng giám sát. Các quan chức Nga cho biết đây là một cuộc diễn tập lớn nhất của quân đội nước này ở Thái Bình Dương sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Quân đội Mỹ đã phải triển khai 3 tiêm kích tàng hình F-22 xuất hiện từ Honolulu trong chuyến tuần tra bất thường, dường như là để đáp trả đợt diễn tập của Hải quân Nga. Thưa quý vị, trong cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer đã đề cập tới phán quyết về Biển Đông năm 2016. Hãng tin Reuters vào ngày 6 tháng 7 đã dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Đức cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Kramp-Karrenbauer đã thảo luận tình hình Biển Đông với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Phía Đức theo đó bàn về việc Đức cũng đã triển khai tàu chiến tới Biển Đông trong năm nay. Ngoài ra, bà Kramp-Karrenbauer cũng đã nhắc với ông Ngụy Phượng Hòa về việc tầm quan trọng của việc tuân thủ phán quyết của Tòa án Quốc tế năm 2016. Phán quyết năm 2016 là kết quả của vụ Philippines kiện tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò hay là đường chính đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông. Tới nay thì Bắc Kinh được cho là vẫn ngó lơ phán quyết này. Trước đó vào hồi tháng 3, một số quan chức Đức cũng đã xác nhận việc điều một tàu hộ vệ tên lửa lớn châu Á tới tháng 8. Được biết, hành trình của khinh hạm này sẽ đi ngang qua Biển Đông trên đường về, và đặc biệt đây là lần đầu tiên một chiếc tàu Đức đã đi qua Biển Đông sau gần 20 năm, kể từ năm 2002. Các thông tin liên quan cho thấy tàu Đức sẽ không đi qua khu vực 12 hải lý, tính từ các thực thể tranh chấp ở Biển Đông. Tuy vậy, động thái của Berlin cũng vẫn được phía Mỹ ca ngợi, còn Trung Quốc thì lên tiếng cảnh báo. Trong một cuộc họp báo vào ngày sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân đã nhấn mạnh, mỗi quốc gia đều có quyền tự do đi lại trên biển và bay qua không phận ở Biển Đông. Nhưng điều này không nên được dùng như cái cớ đe dọa chủ quyền, an ninh quốc gia của các nước ven biển. Năm nay thì Đức chỉ là một trong số nhiều nước châu Âu quyết định đưa tàu chiến tới Biển Đông. Đơn cử vào tháng 3, tàu hộ vệ trinh sát Rio của Pháp cũng đã có chuyến thăm cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Guarneri cho biết, chuyến thăm ở cảng Cam Ranh là sự kiện rất quan trọng của Pháp tại Việt Nam trong năm nay, cũng là thông điệp ủng hộ tự do hàng hải và hàng không của Pháp ở Biển Đông, cũng như là khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trước Rio, Pháp cũng đã điều tàu đổ bộ Tonnerre và tàu hộ tống Scaw để bắt đầu nhiệm vụ 3 tháng ở khu vực Thái Bình Dương, nơi họ hai lần đi qua Biển Đông và tham gia tập trận với Mỹ và Nhật Bản trong tháng 5. Trước đó, tàu ngầm tấn công hạt nhân SNA Emerald và tàu hỗ trợ PSAM Sinh của Pháp đã thực hiện cuộc tuần tra ở Biển Đông. Vào cuối tháng 2, Bộ Quốc phòng Anh cho biết tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân nước này sẽ tới Đông Nam Á trong thời gian từ tháng 4 tới tháng 6 năm nay. Tờ Financial Review của Úc cũng đã tiết lộ nước này sẽ tham gia cuộc tập trận với SMS Queen Elizabeth cùng với hải quân các nước như là Mỹ, Nhật Bản và Hà Lan. Vào hồi tháng 1 năm nay, khu trục hạm Winnipeg của Canada cũng đã đi qua eo biển Đài Loan nhằm nhấn mạnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Kính thưa khán thính giả, một tin Biển Đông của Dekan TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.